chào mọi người, bây giờ là 7:58 và mình đang có mặt tại Barber Studio. 7:58 giờ, mọi người đã dậy chưa? Mọi người đã ăn sáng chưa? Mọi người chưa thì kệ mọi người, mình chuẩn bị đi ăn sáng đây. Ăn sáng mà xếp là người trả tiền. Hello, sau khi mà chúng mình ăn sáng xong thì chúng mình quyết định đi đua xe để cho tiêu bớt cái ăn sáng đi. Thì tiêu bớt cái ăn sáng đi. Mọi người đi đua xe không? Mà thôi mọi người đứng đua xe, mọi người ở nhà xem bọn mình đi đua xe nhá. Đó, đây mọi người đến trước rồi. Bọn mình bây giờ mới đến nhà khu Âu Cạt. Mình hơi lặp quẹ một tí là mình mặc váy mọi người ạ. Xong rồi tí nữa phải đua cái xe kia. Đây là cái xe mà các bạn đang chuẩn bị cho mình. Ôi đây là đầu tiên mình được đi đua kiểu như thế này ý. Sợ quá. Xong rồi mình còn bỡ ngỡ mặc váy nữa chứ. Đây, cái khu này nó cũng khá là rộng. Không hẳn là rộng lắm. Cái đường đua thì nó, mình tưởng tượng là nó phải rộng hơn cơ. Nó không rộng như mình tưởng. Đây là những cái quy định ở chỗ này nha. Warning nha. Em tôi, người đàn bà mất não này. Mình thấy ở đây có mấy cái mũ bảo hiểm sinh cực. Cái gì không ăn điện thoại theo đúng không? Đây đây, thì khi trước khi mà mọi người đi đua ấy, chắc là sẽ được phát một cái mũ bảo hiểm này. Chứ mình cũng sợ não bộ của mình nó cũng không phát triển lắm rồi mà mình còn chấn động nữa thì thôi em không hôn lên đây, chỉ ngu đi thôi. Đây đây là cái bình xăng, trong nó kiểu nó lộ thiên quá ấy mọi người, mình cũng hơi sợ hơi rén ấy. Đấy, xong mình sẽ kiểu ngồi ra đây, xong cái chân mình vòng qua đây để đạp ở đâu? Bên phải chắc là chân ga. Bên phải là chân ga đâu? Đạp đâu? Where? Đây. Đâu? Ở đây là anh. Đây á, đạp đây luôn á. Ừ, đạp thẳng vào. Đây là chân phanh. Ừ. Ôi trông nó trông trông thô sơ vậy trời. Ừ. Chỉ vậy thôi. Sếp tôi đang chuẩn bị đeo đồ bảo hộ để chuẩn bị bước vào. Bảo hộ cái đầu gì đây để quay. Biết rồi, người ta nói như thế. Chứ tôi đi. Không có não thì nói là không có não thì còn chập vờ. Não bộ của mình nó cũng không phát triển lắm. Mình chưa bao giờ đi đua nên là mình cũng hơi run một chút. Tại vì mình cũng hơi sợ cái sự rung rung của nó ấy. Biết là như thế nào nhưng mà nói chung là các bạn nữ nhớ nhá, đi đua thì đừng mặc váy. Mình mặc váy chỉ thấy đẹp thôi chứ mình không thấy nó có tương lai mọi người ạ. Nào Như đi vào. Mình sẽ thắng. Mình sẽ trả thù. Thôi đừng đừng thắng nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lúc nào cũng thắng xong rồi. Đây, anh Dương Dê đi vào trước. Tiếp theo là Như. Người thứ hai bước vào đường đua. Thôi đừng thắng nữa. Người tiếp theo là anh Vinh Vật Vờ. Để quay ra chào mọi người một cái nào. Chào trước khi vào đường đua. Rồi, ok. Nào, cảm xúc trước khi vào đường đua. Cảm xúc trước khi vào đường đua. Tôi đây chứng minh rằng Vinh Châu không thể làm xe rồi trong bộ môn này. Wow. Trước khi vào đường đua. Anh Dương vừa chê chị hôm nay mặc quần xấu nhưng mà chị sẽ giải thích cho mình hiểu là phải như thế này mới đua được. Đúng. Trước khi vào đường đua. Tôi sẽ là nhà vô địch. Anh thích số mấy? Ok. Trước khi vào đường đua. Vinh Sơn sẽ là vô địch. What the fuck? Trông như những cái của trong lòng đùi. Trông như mình cười quá. Nhìn luôn cười. Như kìa. Thôi, ngồi chắc chắn chưa? Chắc rồi, mình chắc không được đua. Đua mình hơi xoắn. Chưa cấp bằng lái là Đức. Đức đâm rồi. Đấy, đi lạng lách đánh võng, đi cứ bắt cái gì đi đâu ấy. Hôm nay chúng tôi đầu tư cả flycam nha. Rất xịn. Lại một lần nữa. Rồi. Anh ơi xin cảm nhận đi anh. Đây. Chúng lại chưa chưa. Cảm giác nó giống như kiểu là đi ngoài đường thôi. Chỉ có điều là ở đây tôi gặp những cái người lái xe óc chó. Mình là ổn, bạn thấy thế nào? Ờ, em thấy lúc đầu hơi bỡ ngỡ, lúc sau hơi phê. Phê là như nào? Cái bụi ở dưới đường nó bay lên mặt. Cảm giác nào bạn? Em
chóng cả mặt. Nhưng mà phê. Tôi chuẩn bị đi vào đây. Hơi bị hồi hộp một chút bởi vì nhìn mọi người lái thì có vẻ là không nhẹ nhàng lắm. Cũng đâu phải có trước ấm xe này nó khá là nặng. Đấy, xong rồi em lái xe thêm mấy vụ tai nạn được gây ra mà bây giờ là toàn chị em đua với nhau. Anh em đua tay lái nó còn chắc, bây giờ toàn chị em đua với nhau. Nguy cơ xảy ra tai nạn là cực kỳ cao. Nói chung là mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đã bảo là đừng bán xăng cho phụ nữ, mặc dù mình cũng là phụ nữ nhưng mình rất sợ. Cảm giác thế nào? Đau hàng. Đau hàng. Cảm giác bị chuột rút luôn ấy. Tình cảm nhá, tình cảm nhá. Tôi là người gây ra tai nạn nhiều nhất trong cái cuộc đua vừa rồi. Tôi không hề đâm vào cọc, tôi đâm vào người. Vỗ tay nào anh ơi. Giang ơi. Mình vừa mới đua xong và bây giờ mình sẽ đi thẩm vấn mọi người một vòng xem là mọi người cảm thấy là đi mua cảm giác như thế nào nhá. Sau khi đua chị cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy rất là vui nhưng mà cũng chóng mặt các bạn ạ. Rất là vui nhưng cũng chóng mặt. Có bị sợ không? Sợ nhưng mà không máu đợt. Okay. Không máu lượn rồi không nệ. À không máu lượn rồi không nệ. Thế có bị đâm vòng nào không? Bị người khác đâm nhá. Bị người khác đâm à? Cảm giác bị đâm nào có đau không? Có bị chảy không? Đau ở đấy thì ra anh Đức nhá. Cho em xin cảm nhận sau khi chị đua xe xong. Cảm thấy thích lắm. Ít cơm kimochi các thứ. Nói chung là nếu mà cho chị quay lại đua xe lần nữa thì có đi không? Đó, chị sẽ đồng đi đồng Vinh. Yến, chị Yến xinh, chị cảm thấy như nào sau khi mà đi đua xe một vòng như vậy? Thời tiết quá chiều lòng người. Thời tiết quá đẹp để đi đua luôn, để đi lái xe luôn. Hợp lý. Là các bạn xem video này phải đi đua xe ngay nhá. Ok. Trước khi quá lại. Bây giờ sau khi đua xe cảm thấy như nào? Cảm thấy mình là giỏi luôn giỏi hơn Trang luôn, sinh viên trường báo luôn đấy. Lần này là thắng rồi, không thể thua được nữa. bất nhục nhã hôm sau mà mọi người sẽ xem đúng không, đây là lần cuối đúng không? Đúng rồi. Đây là phê rất đáng chơi rồi mày ạ. Rất đáng chơi. Đây là có người phi rất nhanh mà lao ba lần vào trong lốp xe. Thế cho đi lần nữa có đi không? Đi chứ. Ok. Là sau khi đua xe thì anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy lâng lâng như là đi hút quạt ấy, sướng lắm. Oh, look what we got here. Anh Dương Công Nghệ. Sao anh? Sau khi mà anh đi đua xe xong anh cảm thấy như nào? Anh thấy trò này quá dễ với anh. Quá dễ với anh? Anh chỉ lái bằng một tay thôi. Lái bằng một tay thôi? Thế với em, anh chưa hề xảy ra một cái vụ đâm trúng cột rào nó luôn. Tí editor ghép cái đoạn chị Linh bảo là bị anh Dương đâm vào đây nhá. Anh đâm trúng 5 người. Ở đây chúng mình sẽ đi một lượt đi đua xe và sẽ rơi vào khoảng tầm 20 phút. Đó, thì khi mà mọi người mà đâm phải cái cột hay là đâm phải cái gì đấy thì mọi người có thể giơ tay lên thì sẽ được ra cứu. Đó. Nếu mà có cơ hội thì mọi người nên đến thử trải nghiệm một lần. Nó khá là kiểu vui ấy, đi với team rất là vui. Đó. Hôm nay chúng mình đang trên đường đi về đi ăn đây. Chung là ngày hôm nay khá là vui. Không vui lắm. Sang bụng cả mình. Yêu ơi. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mọi người nên đến để trải nghiệm nhé. Bây giờ bọn mình đi ăn đây, bye bye mọi người. Ôi đừng quên like, share, subscribe cho bọn chơi nha.